bên đây hả? Đúng rồi. Anh em với lại chị Minh. Gió dữ vậy. Gió quá. Gió thì ở ứng dụng vật lý vô thôi. Còn ông anh xuống dưới để em xin vào cọc mà em có thể về vậy. Dạ. Mới dễ dữ. Dạ, dạ. Nhiều khi vào cọc nguy hiểm lắm. Nói là bạn anh. Đúng rồi. Được không? Dưới đây này thả rồi. Đưa ra muốn ăn cơm trường dạ. Rồi. Nãy giờ không biết gì luôn. Rồi đó nè, nè. À lộn chung. Chạy
chạy chạy hay quá. Đây anh thấy mới vui nè, thấy nó nặng. Cái thả rồi. Rồi bỏ rồi. Ơ thấy nó ra ngoài sao quế vô ta. Nó là thả gì kia lớn nè. Đấy mà. 58 không được cái. Nó bình thường. Đưa đại luôn, đưa đại luôn. Không thể là cái động thôi. Cho thằng sáng với nó để hồi chứ mệt thù quá. Được mà cần gì phải 10 trái. Quên tỷ số đó mà. Giờ bây giờ mấy giờ giỡn. Trâu 11 trái là chị chở này có à. Bây giờ bây giờ bây giờ là xanh rồi, nó xanh lè rồi. Chủ thật xin lạc rồi. Thank you.
Tắm biển, tắm biển. Nhớ chi lùi lên. Ngay trên nước em muốn đập luôn sao nhớ em tính sợ quá mất cái đời này chạy lên nó đánh sâu xuống rồi. Tay xe rồi.
Nó ẩm thịt. Dễ quá vậy. Có khi thêm hả? Rồi uống đi. Đi vô chơi. Dán quay bình thường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng rồi. Hay quá luôn. Hai giao á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạy nè, chạy đâu đây, chạy đâu, quất quất luôn luôn. Quay quay. Tại vì cái đầu cái gì vậy? Đâu có đứa đụng cái cảnh. Nhỏ, cứ nhỏ vậy cậu. Trời ơi.
Rồi làm dán nữa nè. Trung lá.
kinh nghiệm quá. Bên mình được cái đội hình cũng đồng đều, còn bên kia thì thường có là chút yếu không? Kia có Châu với quanh còn đội còn Cường thì nó hơi yếu. Cường thì yếu quá. Mình mà thua đi bên kia. Mới chín đều mà đòi đi qua đâu? Đâu? Đi qua đâu? Rồi mình sao thua đi bên kia được? Đau mà. Hay quá đập lẹp luôn.